Hello anh em. Và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Đánh gì nhé, đánh gì nhé. Phải bán này được. Đồ kia chắc đánh thú anh. Ok, hẹn gặp lại anh em sau chuyện thua nhé. A few moments later. Me and you. Hello anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Shizet. Nhầm, chào mừng, đây là mình sau chuyện thua chứ nhầm. Lộn kịch bản. Lộn kịch bản. Thằng bán thần về đi. HT thì hai đồ này còn thiếu cái sách thánh nữa là chuẩn đồ cho Voncat rồi anh em. Hai bạn này yếu thế. Được anh em ơi, cái gì phải ném đồ cho lo rồi. Liền này chắc cho tạo 2 AT đấy nhá. Ok, tạm thời này đã. Lấy một con Vera về để phòng tí nữa ra Voncat thì mình chơi luôn. Và chồng mình có thánh đồ để khỏe nhỉ, hay thôi cho con này vào đi. Đó, dồn hết mục tiêu của con ở góc góc này này. Rồi giết hết con này là được. Chắc là mình sẽ thua thôi, mong là thua. Quillen 2 đi, biết đâu chơi. Ok, thua nhẹ nhẹ anh em ơi. Thua 84 à, 84 thua một tí là được ấy. 85 gần được. Con này yếu quá. Thôi tí mana em ơi, cần tí mana đấy. Khó nhở, thế đánh gì nhở? Chắc chắn là đánh thú rồi này. Thú gì thì chưa biết. Nào này đi thêm tí tiền anh em ơi. Chơi luôn mấy bạn này, không có Noman nhỉ? Có Noman. Ồ, hai con thú. Thì bán Quillen giữ cái chuỗi thắng được không nhỉ? À mình làm gì có chuỗi thắng đâu anh em. Nhầm đấy. Nhầm đầu đạc tí nhưng mà bình tĩnh. Bán thần bây giờ mình hơi muốn giữ bán thần này, mình cũng hơi muốn lấy con Vera kia. Chuỗi gì nhỉ, chuỗi thua. Chắc mất cái chuỗi thua của mình rồi. Lấy con Vera này không ta? Con sao Vera lấy sau cũng được. Mặc dù con Vera 2 cầm mấy đồ này nó cũng khá là gánh. Tiếc gì anh em ơi. 4 thú, à đâu 3 thú. Trách thương phát nhé. Trách thương phát nhé, một cái thương đáy. Một con 2 AT bắn chéo góc. Ui, nhiều 2 AT đấy. Quỳnh chắc hả? Chéo góc này à? Lo bắt đáy nữa. Này trông chéo chéo này trông như hay. Chưa hay lắm. Anh ra liềm cho Yon nhé. Ôi nhầm Yon. Ngọc đại thì anh em có thể ném một ngọc đại cho con Floor cũng được. Con Floor sẽ ulti luôn. Nhưng mà mình thấy nó hơi phí nên mình sẽ cho con Rat. Tại con Floor mỗi mắc mỗi 40 mana thôi nhé. Choáng được nó. Choáng được nó.
Đó rồi. Rát đấm phát choáng. Ui à. Init choáng, ui choáng này. Thôi thế thôi, thôi rồi, lại mất cái chuỗi rồi. Chuỗi chập chờn rồi anh em. AT một sách thánh. AT một sách thánh anh em ơi. Cần định nít chưa nhỉ? Nít thì mình thể tí nữa mình cho vào sau nhé. Bị thua một. Này đi. Ok này con floor mình sẽ xiên được luôn này, con rat này đấm khá là uy tín, con rat này còn có pháp sư kích được pháp sư lại. Mình chưa làm sự thử trận nào mà AT sai thánh điên quá. AT một cũng điên phết nhỉ. Mình chưa làm thử trận nào mà con Illumia mình ulti mấy phát liên tiếp nhỉ. Muốn làm lắm mà chưa được phát nào. Bán hết đi. Liều ơi. Liều đây anh em ơi. Đấy là con rồng này nữa này. Nó lấy rồng không có thương chứ biết đâu quả này ra thương nhỉ. Bán tạm Vera đi. Thôi tiếc gì hai vàng anh em. Thôi bán thử rồng. Chơi rồng xong rồi tí nữa mình không có thương rồi nó không kẹp vào được thì khó chơi lắm em. QC mình lấy QC này. Đủ thú chưa? Ba thú à? Ê, chấp nhận mất con nick nick à? Cũng được. Mình lấy con floor này nhỉ? Làm sao bây giờ? Tám sớm anh em ơi. Hơi mỏng, chưa được hơi mỏng. Nhiều floor quá, mình chưa trích thương nữa. Có liềm nhưng mà vẫn hơi mỏng. Theo ulti một phát đẹp vào em. Không đẹp lắm đâu nhưng mà thôi cũng tạm. May quá, để may mắn anh em ơi. Hơi mỏng. Giờ mà có một con crack. Một con crack thì ngon. Mình cho tạm với Yon nhé. Một vạn bạn đùa bắt thương mình bên kia đúng không? Bạn ấy để mỗi thương bên kia, mỗi bạn đúng bạn bạn ấy bắt thương mình thôi, mỗi bạn ấy có thương anh em. Theo hai. Mình thì thấy hai teo cũng được, nhưng mà con John 2 cũng đang hơi muốn tận dụng. Check phát nè. Có con floor nào xiên mình nữa không nhỉ? Floor này xiên bên kia. Toàn floor xiên bên kia thôi, không có con floor nào xiên bên này đâu anh em. Chắc là an toàn rồi. Con này chắc yếu hơn mình ấy nhỉ. Hai tay sách thánh nhưng mà cầm lặng, cầm lặng, Chrissy cầm lặng. Sấy cái này nhanh lên bạn ơi, nhanh lên téo bây giờ, hai tay sấy xứ bây giờ. Gần được. Quay ra chậm. Vera 2. Quét đây rồi, mày quá. Gần cái này đấy. Quét luôn được. Teo chấp luôn anh em ơi, không cần teo. Teo giờ. Cho con Vera. Chấp nhận đi. Ô bạn mắt bên mình bên kia mình sẽ né ra bên này. Cái này luôn đi. Sợ quái đi. Mình sẽ để ngay đầu kia cho con Vera tạm nhé. Quét nộ bên này. Check phát một thương đáy đúng không? Hai thương bên kia. Ê, toàn thương bên kia thôi anh em ơi. Có ignit. Thêm một ignit nữa. Red nộ này. Úi giời, úi giời, úi giời.
Yon bao nhiêu con anh em? 10 con Yon. Chắc là Yon trận này mình sẽ dùng để cầm máu thôi anh em ơi, chứ 10 con Yon mình lên được không nhỉ? Mình lên gần 6 con Yon à? 6 con Yon nghe vấn đề hơi vất vả. Sao mình lên thương đấy này, floor xiên luôn này, nhưng mà floor này xiên vào con Crest thôi anh em. Floor này thì chạy bên kia, Hayate sấy sang bên này. Hơi sợ Hayate sấy sang bên này, không phải bạn này. Crest no, ok, có giáp ảo. Còn nó xiên lên phát nữa là mình chết. Rồi, xong rồi. Floor đi đây thì khả năng... không kịp xiên kìa. Thì chưa chắc đã tài đâu anh em. Kịp đánh không? Hai thường, anh thường hai phát. Ba phát. À con Freon mình còn liềm. May sống còn liềm. Chấp nhận mất tí vàng. Teo vào đây. Chrissy đi. Ok nhé. Xong rồi mình sẽ check điện thương phát. Nào check điện thương phát. Đổi cho Yon được. Yon là 8 con. Bỏ PC đi nhá. Pick thêm cuộc chiến. Có liềm rồi này, có choi rồi này. Đã chưa yên tâm lắm nhỉ. Em phải cho ít nít chăng. Con cát quét vào bên kia, floor xuyên bên này. Floor này chắc là, ở đâu con này của mình chắc là sẽ sống khá là dài. Cho, thôi không, cứ để cho quét đi. Quét nộ này. Yon sẽ giúp con quét mình đến sáng mai anh em ơi. Bảo sấy thoải mái. Ủa sao, vốn cát mình chưa có sách thánh, chết nhanh quá. Yon phải sấy vào đi em, ok. Rồi. Chưa có chi hồn nữa nhỉ. Nhưng mà mình có quyền trượng Reha này, con này sẽ hồi được máu này. Hồi máu kịp không? Rồi, nó sấy vào không khí rồi. Sấy không khí thì chịu anh em ơi, không hồi được máu. Gì rách thánh em ơi, cần lắm. Rồi, đồ chuẩn đấy. Rồi, mình yên tâm rồi. Do này chắc bỏ thôi. Do này chắc chơi. Bây giờ đi tìm... tìm gì nhỉ? Tìm thứ nhất là... Malok. Malokko là số 1. Số 1 là Malok. Check phát nhé. Bạn này có 5 con Malok ạ anh em. Vừa bảo bắt đầu đi tìm Malok phát đã thấy còn 5 con rồi. Bây giờ anh em run sớm nhỉ. Năng mình phải run lên từ 7 chăng. Quả này may mà có Volcat chứ không có Volcat. Quả này mình phải chơi Yon ấy. Không có cách nào cứu vãn. Chứ sao lại may mắn rồi. Chơi cờ may mắn rồi. Chứ bây giờ bảo đi tìm Malok cũng tìm làm sao được. Mình chơi cờ may mắn đấy nhỉ. Chơi cờ toàn may ạ. Đấy, chịu rồi. Bây giờ mình có thể dồn đồ được này. Dồn đồ cho con Teo này cũng được. Giữ con Teo. Bán hai cái này đi lấy tiền lên lên mấy sớm được. Teo. Đồ cho Teo này, đồ cho Teo này. Cái này thì câm lặng, mình thích câm lặng cho con Crest hơn. Bùng nổ. Yon này không lên được đâu. Bảo Yon nếu mà còn nhiều con Yon mà các bạn không đánh Yon thì mình có thể chơi Yon đấy chứ. Nhưng mà con Yon này late game nó sẽ chơi con Yon, chơi con Volcat của mình. Mình phải né con Yon một tí. Mình cần cái truy hồn nữa. Đấy, nó chơi con Volcat này mình kìa.
không làm được gì nữa, choáng cả đôi rồi. Ok rồi, mà tẹo cũng khá là ngon, tẹo cũng chơi được. Và mà lốc còn 4 con thì không cần roll đâu, có quy này nhưng mà bán nhất con Yon đi mất rồi. Trận này mình có thể kẹp, chắc kẹp teo thôi, teo 2 rồi nên là chắc kẹp teo thôi. Để kẹp thì còn thêm nữa, nếu ai, nếu mà chưa ai có thêm tộc thương đáy na cót thương đáy bên kia rồng thổi đến con gầm thương con đấy của mình á. Chết rồi, con Yon này, con này cắm thẳng mặt con Volcat mình luôn à, không nhảy được phát nào luôn này, máy có nhảy được một phát. Teo choáng hai con kia rồi, cũng không xuống được. Quả này hơi lỗi anh em ơi, nhưng mà teo thì còn sống này, có khi nộ phát. Ui nộ xấu thế, mấy quả đấy thì anh phải để crest sang bên này nó mới cứu được. Con cát cũng chịu, bạn này mình ghi lại nhá, bạn 39 máu này ghi lại tí nữa xử lý. Đã có được 3 con cứ quen bán tướng của TFT. Sáu thú thôi nha, sáu thú quan trọng lắm. Sáu thú Malok à? Trận này lên 3 ma tộc không nữa. Bạn này phải đi này. À chính cái bạn mình gặp luôn này. Bạn này chắc cũng đang cầm này. Này cầm Malok 2 không thể chơi luôn này. Này cầm Malok cũng... chắc cố tình cầm ấy chứ. Cố tình cầm nhưng không thể chơi chứ không có đồ. Hay sao? Ừ, đổ cho Yon thật. Đổ cho Yon 5-6 chắc lên luôn rồi em ơi. Lên luôn chắc mình cho con Chrissy vào. Cho con Chrissy vào thôi. Teo 3 không? Không ai lại teo này. Có một cái này. Ê cái này cho. Cái này cho con Crest à? Ê 3 cái này cho con Chrissy này. Cái này cho con Crest này. Cái này cho con teo à? À, cho 8 được. The problemo. Thương đáy. Cho này bạn. Ơ chết thương phát. Ma lốc này. Này ném với bạn Yon ra, mình muốn ném với bạn Yon anh em. Yon ra. Là con cát này, theo mình choáng luôn. Ngon. Crest nộ được, ui Crest nộ quả điên hết. Con cát đi lạc rồi, con cát đi xuống dưới cái đáy phải ngon không? Cát đi nhầm đường rồi em. Sao? Thế nào Malok 2 cho Malok vào nhé. Đây bạn này cần cầm Malok này, chính bạn này luôn. Bạn này đang cầm Malok mình luôn. Nhưng bạn này đen ở chỗ bạn này chưa có cho, mà không có cho phần cát. Đồ mình đẹp hơn, đồ mình đẹp dã man. Quét nộ được 2 lần chắc là. Lấy thêm một cái đồ cho Malok này cũng được. Lấy thêm một ngọc đại cho Malok, một đại ngọc đại cho Crest đi. Ngọc đại này mình sẽ ném tạm cho con cho Ban Doom. Thử phát Ban Doom chôn luôn thế nào. Xem có giỏi 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 giỏi. Giỏi. Này thì phải cho mấy con này vào thôi anh em ơi. Mấy con Malok này vào thôi. Nhanh không kịp. Thôi thế thì con Malok này nhường lại à, con này nhường lại cho con kia nhé. Kịp. Hai này chắc là mình cho Malok tạm. Hơi kỳ tí ta. Cái này mình ném cho Malok này. Ô, sao con cá mình chết nhỉ? Quái không kịp nhìn đấy. Quét độ phát nữa. Mà nó phải phát làm gì em ơi. Cần cho đồ cho Malok này. Chắc là Vera biết đâu là cầm lặng được. Cần thêm đồ cho Malok nhỉ. Malok mình muốn nhảy được thì cũng mất thời gian đấy. Đây rồi. Ngày được. Cho hai con này thú lên đây.
Teo này cho con Vera này. Teo hai đồ kia là ok rồi. Một cái giáp này cho con Malok. Thật ra mình muốn ném giáp này cho con Malok này, nhưng mà Malok đi. Bởi vì con teo của mình cũng đang không có giá trị nhiều. Chính này trong Vera luôn này, con Vera mới là chính. Con Vera mình đang là có ma kích ma tộc nữa. Ok, con Yon này bắn con Yonkat mình này. Nhảy được này, ma lốc nhảy được phát. Rồi, nhảy phát cũng điên đầu đấy. Con Yonkat nhảy phát không em? Rồi, choáng con Yon. Cái này yên tâm rồi. Không còn gì phải nuối tiếc không? Không còn gì để nuối tiếc rồi. Cái bạn này đi này, bạn cầm cầm Yon mình nãy mình gặp hơi sợ. Chưa trách thương đâu. Trách thương phải. Đấy. Thêm Chrissy đi. À đợi thêm Teo đi. Có thể trận này mình lên Teo 3 đấy. Nhưng mà hên xui. Floor xuống dưới đáy kia đúng không? Chắc xin được cái gì đâu. Von cát mình thì con Teo mình sẽ choáng nó. Ố, không ai có thương đúng không? Đó, bạn thì thương bên này. Nhưng mà bạn thương bên này thì cũng chưa tài. Thương bên này thì cũng chưa sao cả. Dừng hết này đi. Rồng thổi ra góc. Ôi, vẫn thổi góc đấy à. Không sao hết. Bạn này chưa có truy hồn. Teo mình đứng góc bắn được này. Con cát mình chết rồi à. Cát mình chết sớm nhỉ. Làm gì giết con cát mình nhỉ. Làm gì giết con cát mình nhỉ. Chứ hồn gì đâu ta. Chứ hồn gì đâu nhỉ. C2 lên luôn đi, sợ gì. Chào ba anh em ơi, cố lên nào. Mực ai ba mình cần 4 con nữa à? 4 con trên 6 con à? Nghe khó nhỉ. 4 con trên 6 con. Bây giờ phải né né con. Bây giờ phải cho Crest nộ vào mặt thẳng mặt con mấy con Yon. Đây này con Yon này này. Con này thì chill thôi. Con này thì mình né con cát mình không ra hướng của con rồng truy hồn là được. Con này rồng chắc cầm truy hồn à. Ilu cầm truy hồn à, Ilu cầm truy hồn thì chịu. Không né được. Nhưng mà bạn này thì mình sẽ cho Crest nộ thẳng mặt con Yon nhé. Để cho nó khỏi làm phiền mình. Nó phết. Thên này. Nhưng mà khả năng mình sẽ đánh Chrissy nhé. Ai xịt ba. Này cho con khác ngu ngu đi. Và 1, 2, 3 mình cho thêm con này. Đằng kia có một cái thương đúng không? 1, 2, 3 mình cho thêm con này. Chrissy vào đây. Bạn kia có một cái thương bắt đáy. Ok, thế thì mình chuồn. Thế mình chuồn thôi. Và mình sẽ cho con Crest nộ thẳng mặt con Yon này. Ô, ai đổi góc sang bên này luôn này. Thế thì được. Không gặp bạn đấy à? À đấy, thẳng mặt con nho luôn. Ơ, tuyệt vời thế nhỉ. Đúng những gì mình mơ ước anh em ơi. Ui giời, trôn quả đẹp quá. Ô, Ban Doom gánh à. Câu chuyện lạ quá thật anh em. Ban Doom lại là người gánh mình á. Nó vẫn đang đánh vào con nho kìa. Trôn thêm con cát này nữa. Trôn con nho nữa. Ô, ô, Ban Doom gánh anh em ơi. Ban Doom chủ lực anh em ơi. Vô lý nhở. Mình đã đối xử quá tồi tệ với con Ban Doom này chăng. Không chi hồn nhở. Nhưng mà giáp của mệnh cũng được. Giáp của mệnh đi. Ở dưới sách thánh con Teo được thôi. Quả lỡ quá muộn. Ở này mình sẽ cho con Teo nhé. Thì cho con Teo đủ xin xịn tí. Đường đường là Teo 3 đến nơi rồi. Mà hơi có tí đồ xịn xịn thì cũng hơi tiếc ta. Thền thì biết đâu dám thền. Mà lúc 3 chắc hơi khó anh em ơi. Chắc là còn thền 3. Ok mình gặp bạn này rồi này. Thế mình gặp bạn này. Này thì Teo mình tóc này đi.
Choáng, ok, không choáng được, nhưng mà không sao hết. Chết rồi, con Nakoth này chui được xuống đây nhanh thế. May mà con Teo mình có các thứ đấy em. Chứ không, mình không ngờ con Nakoth mình nó chui xuống gớm ghiếc như thế được. Thên, nó muốn lên Teo 3 anh em mới khả năng bán Thên đi lấy thêm tiền mua Teo 3. Nhưng mà mình chưa dám. Mình chưa thấy con Teo 3 của mình đâu. Lên được. Đâu rồi? Ba con hơi khó anh em. Thương đúng không? Này đúng không? Quét này vẫn chịu nộ vào đây ạ. Thì cho ăn thêm phát nộ nữa. Lại nộ mặt nó nữa. Rồi, lại ăn dã thống khổ nữa. Vừa nộ vào mặt vừa ăn dã thống khổ nữa. À nhưng mà cái ma lốc mình bị đứng đây hơi hơi đần độn nhỉ. Ai ơi. Lại là Ban Doom. Ôi rồi ôi, hóa ra đây là cách sử dụng Ban Doom anh em. Ô, hóa ra đây là cách sử dụng Ban Doom bây giờ mình mới biết ạ. Ô, bây giờ mình mới biết đấy. Thật sự luôn, mình chưa bao giờ mình sử dụng Ban Doom mà nó hiệu quả như này luôn. Ôi, những pha không thể ngờ được anh em ơi. Ấy, vẫn còn cơ hội dùng cái ba. Chán nhé nhỉ? Thì cầm ba con teo. Chỉ cần hai con teo thôi mà không ra. Bạn này có làm thay đổi gì không? À, chết rồi, bạn này thay đổi bắt mình rồi. Chiến thuật. Ây, vào đây thì lại ăn con chó của Teo. Bà Doom chôn tiếp. Chôn tiếp bà Doom ơi. Ông làm gì rồi? Bà Doom chôn được phát nào không mày? Ôi ôi, chạy đâu cho khỏi nắng. Chạy ra bên kia thì con Crest mình nộ. Chạy ra bên này thì con Ban Doom à, đâu, chạy ra bên kia thì Crest nộ Ban Doom chôn. Chạy ra bên này thì con Teo choáng. Ui, may còn chưa có Teo 3 đấy. Dạ. Kỳ vậy. Vậy thôi. Mình đến đây là kết thúc rồi. Bạn thì clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. À, ma thật.